Xin chào cả nhà, hôm nay bố về hơi muộn. Bo có để phần đồ ăn cho bố không đấy? À, con chào bố. Bố nhanh nhanh vào ăn cơm đi ạ, nguội hết cả rồi. Ôi, cơm ngon quá. Mà, bo ăn xong rồi à? Vâng, con xin phép thôi ạ. Bố đùa thôi, ăn tiếp đi. Bo phải ăn cho no vào chứ. Con no căng cả bụng rồi. Phải tranh thủ nào. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy ạ? Mẹ đang chuẩn bị thức ăn để sáng mai bố mang đi làm. Ăn. Ôi, con xin lỗi mẹ. Không sao đâu, Bu Bu. Mẹ sẽ lấy cho con bát khác nhé. Tớ ngồi với Bo được không? Chỗ kia mấy cậu con trai nói chuyện to quá. Ok. Bo đã ăn xong rồi à? Ừ, tớ ăn xong rồi. Thế nơ sinh vẫn chưa ăn. Hi, tớ bận học quá. Phải tranh thủ thời gian ăn trưa để học thêm. Cậu điểm cao nhất lớp rồi mà vẫn phải đi học thêm trong lúc ăn cơm á. Đương nhiên, càng điểm cao thì càng phải học chứ. Mà nhé, ở nhà bố mẹ tớ cũng tranh thủ những lúc ăn cơm như thế này lắm. Bố tớ đọc báo, còn mẹ tớ xem TV. Thế bố mẹ cậu có nói chuyện với cậu không? Không chứ. Thế thì ăn cơm chán phèo nhỉ. Tớ biết đâu được, người lớn toàn thế. Thôi, tớ phải học đây. À, nhầm, tớ phải ăn cơm tiếp đây. À, may mắn luôn luôn thuộc về đội tớ. Làm gì có luật đá vào ô xuất phát. Lấy lại quân cờ cho tớ mau. Nhưng mà bình thường rớt đúng ô là tớ phải được ăn quân rồi chứ. Không nhưng gì cả, luật cũng có một vài trường hợp ngoại lệ đấy. Không phải, cậu sang mà hỏi nhớ sinh. Sang thì sang, sợ gì, cậu cũng phải đi cùng tớ nữa. Nơ sinh ơi, cho bọn tớ hỏi. Xịt, nơ sinh không thích các bạn khác làm phiền đâu. Ủa, cậu ý chưa ăn cơm xong à? Tớ không hiểu, cậu ý đang học hay là đang ăn cơm đấy? Các cậu này, trong lúc các cậu ăn cơm ở nhà, có thấy bố mẹ chúng mình làm các việc khác không? Thế là sao hả bố? Thì như là người lớn vừa ăn vừa xem TV ấy. À, bố tớ rất giống như thế. Còn bố tớ không xem TV đâu, giờ ăn, bố chỉ hay bật điện thoại di động lên thôi. Hello các cậu vừa hỏi gì tớ đấy à? À, không có gì đâu. Có chứ. Hình như các cậu cũng đang nói về chủ đề mà tớ và Bo trò chuyện trong bữa cơm trưa. Thật ra tớ cũng buồn lắm. Bố mẹ chúng mình nhiều lúc cũng làm việc riêng trong lúc ăn cơm. Như thế bữa cơm sẽ mất đi niềm vui. Các cậu có thấy thế không? Dù làm việc riêng nhưng trong giờ ăn cơm chúng ta vẫn luôn sôi nổi và chia sẻ đấy chứ. Như kiểu chơi các trò chơi ý. Không, các cậu rất ầm ĩ thì có. Chả nhẽ các cậu lại không hiểu ý tớ. Ấy, đừng giận. Bọn tớ hiểu rồi. Có phải cậu muốn giờ ăn phải giống như thế này đúng không? Ý của cậu hay tuyệt, nhưng cũng không phải điều tớ suy nghĩ. Theo tớ, đó là một bữa ăn mà các thành viên trong gia đình cũng như các bạn trong lớp cùng nhau tập trung ăn. Ai cũng biết nhường nhịn, chia sẻ đồ ăn và kể cho nhau nghe những câu chuyện nhẹ nhàng. Đúng đó. Đấy mới là điều tớ muốn nói. Mà trước hết, chúng mình phải thay đổi bữa ăn của gia đình chúng mình trước. Nhất là tất cả mọi người đều vui vẻ. Ok, bọn tớ sẽ thực hiện ngay tối nay. Các cậu có biết không, hôm qua lúc ăn cơm, tớ đã tranh thủ lúc bố sơ hở, rồi chụp lấy điện thoại chạy đi mất. Wow, tít đúng là đỉnh, rồi sau đấy thế nào? Tất nhiên là tớ bị bố mắng cho một trận rồi, nhưng ít ra thì nhà tớ cũng đã có một bữa cơm hẳn hoi vì bố đã hiểu ra. Tớ thì tắt công tắc điện của chiếc TV ra, nhưng cuối cùng bố tớ vẫn mở lại được y như cũ. Vô ích thôi. Khi bố hỏi rõ đầu đuôi sự việc, tớ đã kể ra hết ý định của mình. Tóm lại là bố đã hiểu và tha thứ cho tớ, bữa cơm cũng trở nên ngon miệng hơn. Còn cậu, nursing? Tớ làm y như những gì tớ nói với các cậu hôm qua ấy. Trước khi ăn, tớ còn đọc cho bố mẹ cả một bài văn viết về tác hại nếu làm việc riêng trong giờ ăn cơm. Bố mẹ tớ đồng ý lại còn khen nữa cơ, vì bài viết hay lắm. Các cậu có muốn tớ đọc lại không? Ôi, cảm ơn lòng tốt của nursing. Nhưng mà bọn mình sắp ăn cơm rồi. Phải đấy, sắp ăn cơm đến nơi rồi. Như thế là làm việc riêng rồi đấy. Này Bo, đến lượt cậu báo cáo tình hình đấy.